Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam trong năm 2017 đã giảm cả về lượng lẫn giá trị, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 94.000 xe hơi nguyên chiếc với giá trị đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,8% về lượng và 9,6% về giá trị so với năm 2016. Lượng xe nhập khẩu chủ yếu tăng mạnh trong tháng cuối cùng của năm 2017. Các tháng trước đó, lượng xe ô tô dưới 9 chỗ nhập về rất thấp. Nguyên nhân theo các chuyên gia là do thị trường xe hơi trong nước sau thời điểm 1 tháng 1 năm 2018 sẽ có nhiều biến động. Thị trường xe hơi trong nước trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2018 chịu hai tác động lớn. Một, đây là thời điểm Nghị định 116 có hiệu lực. Các quy định mới về điều kiện nhập xe hơi được cho là khá khó khăn đối với nhà nhập khẩu. Các doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe hơi do Bộ Công Thương cấp. Thứ hai, năm 2018 cũng là mốc thuế nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc từ ASEAN vào Việt Nam về 0%. Do đó, các doanh nghiệp vừa muốn chờ Nghị định 116, vừa có tâm lý chờ đợi thuế giảm.